Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTB Tiên. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc đã tăng nhẹ so với những ngày qua. Tuy nhiên, cảm giác rét buốt vẫn bao trùm khi nền nhiệt ở mức dưới 12 độ. Nằm sâu trong khối không khí lạnh khô rát, trong đêm nay, Bắc Bộ trời khô ráo hơn. Nền nhiệt thấp nhất dao động từ 4 đến 7 độ. Vùng trung du là từ 7 đến 9 độ, vùng núi cao xấp xỉ 0 độ. Đến trưa chiều ngày mai, trời còn khá nhiều mây và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vùng đồng bằng và ven biển bao gồm cả thủ đô Hà Nội, dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Trời ở ngưỡng rét đậm, còn vùng núi và trung du rét đậm rét hại vẫn xảy ra trên diện rộng. Dự báo kiểu thời tiết này miền Bắc sẽ còn kéo dài cho đến những ngày đầu tháng của năm mới. Lui xuống thời tiết miền Trung, do tác động của không khí lạnh kết hợp với dự động của đới gió đông trên cao nên trời nhiều mây và có mưa diện rộng. Dự báo trong chiều nay sang đến sáng sớm ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Người dân nơi đây cần đề phòng sạt lở đất đá, lũ quét ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp ven sông khi mưa kéo dài từ nhiều ngày qua. Về tình hình nhiệt độ ở các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, khi nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến từ 17 đến 20 độ, trời rất sao. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, trời chỉ se lạnh vào buổi sáng mai. Còn nhiệt độ trong ngày mai cũng tăng lên, dao động từ 23 đến 26 độ. Trong khi đó, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, từ 27 đến 29 độ. Nhìn xuống khu vực phía Nam là hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết không có nhiều thay đổi. Trời rét về đêm và sáng ở Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17 đến 20 độ và se lạnh ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 22 đến 25 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, từ chiều tối và đêm nay sang đến ngày mai, không khí lạnh được tăng cường lệch đông nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5. Có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét.